Chào mừng bạn đã đến mê phim của chúng mình. Mọi người hãy ủng hộ kênh của chúng mình bằng cách like, share và đăng ký kênh để mê phim có động lực review các tập tiếp theo nha. Cũng như các tập trước, tập này cũng bắt đầu từ quá khứ. Nếu hỏi nơi nào là địa ngục thì tôi sẽ nói là trung tâm phúc lợi hy vọng, nơi mà những đứa trẻ phải làm những công việc nặng nhọc và còn bị đánh đập khi nói chuyện. Ở đây những đứa trẻ gọi bằng những con số. Số 11 là đứa trẻ đã trốn ra và bị tên cảnh sát trưởng đưa về lại trung tâm ở tập trước. Đứa trẻ có số 11 bị trói và tra tấn, tên quản lý muốn giết chết số 11 nhưng Mun Can đã cản lại hắn nói vợ mình đã mang thai nên không muốn giết người. Sau khi nghe Mun Can muốn thả số 11 tên quản lý đã nói, anh à chúng đã nếm mùi bên ngoài rồi thì không quên được đâu. Chúng ta nên dập tắt từ đầu để tránh hậu họa về sau. Mun Can lại nói, tôi đã từng nghĩ là đời này tôi sẽ không có con. Cậu có biết tôi nghĩ gì sau khi vợ tôi có thai sau 10 năm không? Thần thánh luôn ở phe tôi. Hắn cười và bước ra khỏi nơi tra tấn đầy tội ác và máu tanh đó. Số 11 bị ném về lại phòng, bốn đứa trẻ đỡ số 11 dậy. Khi số 11 nói cảnh sát ngoài kia đề một ruột với bọn chúng thì những đứa trẻ tuyệt vọng, nhưng số 11 nói tiếp. Đừng thất vọng, anh đã tìm được đường khỏi đây rồi những đứa trẻ nghe tới đây thì phấn chấn một chút, chúng quyết định tự mình trốn ra khỏi đây. Tới đây thì mình có thể biết được năm đứa trẻ ở đầu phim là ai và Jong Hyun Jae là một trong những đứa trẻ này rồi. Quay về thực tại, Sung Jun tỉnh lại trong phòng bệnh thì ba mẹ và anh trai đã bên cạnh. Họ thấy anh tỉnh lại thì trách anh hành động một mình quá nguy hiểm. Mẹ anh mong anh chuyển sang công việc bàn giấy. Sung Jun không muốn và hỏi mẹ tại sao. Bà đã nói anh lúc nào cũng gây rắc rồi khiến bà không yên lòng. Thật ra họ cũng lo lắng cho anh mà thôi anh bảo muốn nghỉ ngơi ba mẹ cùng anh trai của sung jun ra về bên ngoài phòng bệnh bố mẹ và sung hun cười nói vui vẻ với nhau khiến sung jun cảm giác bản thân như người ngoài vậy do khi đến bệnh viện thăm sung jun cô không biết phòng bệnh của anh nên đã đến hỏi y tá nhưng không được cho thông tin vì cô không phải người nhà bệnh nhân khi không biết làm sao thì gặp sung hun hai người ra ngoài nói chuyện sung hun nói mình là anh trai của sung jun khiến cô bất ngờ vì hai người chả giống nhau tẹo nào sung hun thấy vết thương trên cổ của cô nên đưa cô một cái khăn nói chuyện một lát thì anh nói cho ơn ki phòng bệnh của sung jun Tiên khi bước vào Sung Jun đang loay hoay gì đó, thấy cô đến thì anh có chút ngạc nhiên. Cô hỏi anh có sao không? Sung Jun bảo rất ổn còn vận động tay cho cô xem. Eun Ki cười. Khi cô bước lại bàn thì thấy một con dao đã khiến gương mặt cô sợ hãi. Có vẻ như cô đã bị ám ảnh tâm lý. Sung Jun thấy vậy liền cất con dao đi rồi nói. Cô biết là cô phải đi điều trị chấn thương tâm lý chứ? Cơ quan cảnh sát có điều hành trung tâm điều trị tâm lý cho nạn nhân và khuyên cô nên đi điều trị. Ở nhà của Moon Kang, vợ của ông ta đã phát điên sau cú sốc tâm lý vì mất con. Lúc đó tên quản lý cũng bước và đưa cho ông ta một USB như yu Yung Nan Chun đã nói hắn đã giấu nó ở trong tủ đồ ở ga tàu điện ngầm. Tại bệnh viện trước phòng bệnh của Dung Man Chun, anh kẻ sát bị một người phụ nữ kéo đi. Một đứa bé lẻn vào phòng bệnh của Dung Man Chun, hóa ra đó là con trai của hắn. Khi thấy con trai thì hắn đã ôm thật chặt đứa bé và khóc. Mặc dù bên ngoài hắn là một kẻ hung ác tàn độc nhưng lại là người bố tốt, rất thương con. Lúc Inky về nhà thì nhớ lại cảnh Man Chun bắt mình khiến cô sợ hãi không dám bước vào nhà. Cô tự an ủi bản thân mọi chuyện đã qua. Lúc này có người phụ nữ từ trong nhà đi ra, đó là mẹ của ương ki khi thấy mẹ mình thì ương ki đã ôm bà và khóc thật lớn mẹ đưa cô vào nhà lúc hai mẹ con nói chuyện bà đã khuyên cô về nhà với mình nhưng ương ki không muốn cô muốn tiếp tục công việc hiện tại và giúp đỡ những đứa trẻ ở trung tâm vì hôm nay mà cô đã dùng hết ngày nghỉ phép và ngày mai phải đi làm lại cô kể cho mẹ cô về một cô bé tên iuna con bé cứ lạc lối và dính vào rắc rối mãi con bé làm con nhớ đến bản thân hồi xưa con muốn giúp con bé sống tốt cô không muốn cô bé lạc lối như mình ngày xưa nghe thế mẹ cô càng đau lòng hơn đây là lúc con nên lo cho con bé à. Con mới xít chết đấy. Cô nói không sao và sẽ ở lại trung tâm một thời gian. Mẹ cô nghe thế thì khóc lớn tự trách bản thân chẳng lo cho cô được căn nhà tử tế như người ta, khiến cô phải cực khổ. Yên Kinh nghe vậy thì an ủi bà là vì cô chọn làm thẩm đoàn viên nên mới gặp chuyện, không phải vì bà. Bích Môn Kang hẹn gặp sở trường Yum và yêu cầu ông ta tìm một người giúp hắn. 20 năm trước có năm đứa trẻ, những đứa cuối cùng cố gắng thoát khỏi trung tâm, là một trong số chúng, Dung Yunje. Ông ta hỏi lý do tại sao thì Bách Mun Kang nói hắn là kẻ đã giết con gái mình và đưa cho ông ta nghe đoạn ghi âm. Sở trưởng Yung không muốn giúp thì Mun Kang đã uy hiếp ông ta. Chưa gì cậu đã quên đứa con gái ở nhà nghỉ dưỡng rồi à? Sở trưởng Yung nghe vậy thì xử người. Tôi không biết anh đang nói gì. Bách Mun Kang nói thêm cậu sợ quá khứ của mình sẽ bị lộ à? Nghe thấy ông ta tái mặt đi, nói ông đang đe dọa tôi à? Ông ta cũng nói trung tâm phúc lợi hy vọng đó đã đóng cửa 20 năm rồi. Bích Mương Kang dĩ nhiên không đồng ý bởi Ji Eun người quý giá nhất với hắn và hỏi sở trưởng ai là người như vậy đối với ông. Nghe vậy thì ông ta lạnh mặt đi. Một người mang áo khoác đen bí ẩn đang ở trong trường hắn nhắm đến một đứa trẻ tên Mi Ho. Đó là cháu trai của sở trưởng Yom. Lúc đó xe của sở trưởng chạy đến trước trường. Ông ta lao vào trong hoảng hốt tìm cháu của mình. Ông tìm thấy cháu của mình đang ở ngoài. May mắn đứa bé không sao. Khi ông ta hỏi đứa bé đã đi đâu thì Min Ho trả lời. Chú dốc cờ đã cho cháu cái này. Ông ta lấy trong túi đen bánh và nước uống là những nhãn hiệu mà ông mua cho số 11 năm ấy. Điều đó khiến ông sợ hãi và hỏi Ho là ai đã mua cho. Cậu bé nói là chú mang áo mưa có đeo mặt nạ Joker. Ông ta liền ném túi đồ đi. Trong văn phòng, Sung Hun đang xem danh sách bồi thẩm viên. Anh nhớ lại tối 3 ngày trước gọi cho những bồi thẩm viên để xác nhận bọn hộ an toàn. Cũng lúc đó Yeom Hyejin chính là cô cô mong đang chạy trốn ai đó. Cô rất hoảng loạn vừa chạy vừa quay đầu nhìn. Cô chạy vào một rừng cây rồi ôm đầu ngồi xuống sợ hãi nhìn xung quanh. Cùng lúc này thì điện thoại của Sung Hun gọi đến. Nghe tiếng chuông điện thoại thì phát hiện điện thoại đã bị rớt gần đó. Cô bò lại lấy điện thoại để nghe máy nhưng vẫn bị hắn bắt được. Coco Mom bị tên áo đen tấn công và kéo đi. Đó là ngày 15 tháng 4 năm 2022 cũng chính là ngày mà Coco Mom bị bắt cóc. Coco Mom bị trói trên ghế trong một căn phòng phủ đầy vải trắng. Bên trong căn phòng có ảnh của tất cả tội thẩm viên và có những hình động vải gây người. Bên này sở trường Iom đang tìm ai đó. Hóa ra Coco Mom Jin là con gái của ông ta. Khi cảnh sát tìm được vị trí của Hie Jin thì ở đó chỉ còn lại thi thể của cô ở trong rừng. kia đã bị sát hại bằng những thủ pháp tương tự giúp cơ. Lúc này tại phòng bệnh của Sung Jun, mẹ anh đến chăm sóc anh. Sung Jun chọc bà là phải ở nhà buôn bán để kiếm tiền Inter rơi tìm con trai mất tích chứ. Bà kể cho anh nghe về việc Yeom Hee Jin con gái của sở trường ông bị giết chết và bị rạch ở miệng như cô gái lần trước. Nghe vậy Sung Jun liền thay đồ chạy tới nhà xác. Khi sở trường Yeom thấy xác con gái thì ông đã ngã ra sau gào khóc. Đồng nghiệp anh đang ở nhà xác thì thấy Sung Jun đến nên đã rất lo lắng cho anh. Họ không muốn cho anh biết vì anh đang bị thương. Bên pháp y khám nghiệm tử thi đã nói những vết thương của Coco Mom ý hệt Beck Ji Eun và có dấu hiệu bị hành hung. Những ngón tay cô ấy bị gãy cho thấy Hee Jin đã phản kháng và cũng khẳng định hung thủ có khả năng 90% là kẻ đã giết Ji Eun. Khi nghe thời gian tử vong của Yong Hye Jin là khoảng 0 giờ đến 2 giờ sáng ngày 15 còn Yong Man Chung bị bắt vào lúc 6 giờ sáng ngày 15 thì Sung Jun đã đến bệnh viện tìm hắn. Sung Jun lao đến túm lấy áo Man Chung. Mày đã giết Yong Hye Jin phải không? Khi nghe vậy thì Yong Man Chung sững sốt ai cơ. Yong Hye Jin thuộc bồi thẩm đoàn. Sung Jun nói thời gian không đến 2 giờ ngày 15 hắn đã giết Hye Jin. Yong Man Chung nghe vậy liền nói hắn có bằng chứng ngoại phạm và Yung Ki có thể làm nhân chứng cho hắn. Tiên đến để cho lời khai và xác nhận Man Chun đang bắt giữ cô là khoảng 11 giờ 50 phút. Cô kể lại lúc liên hoang xong ra về khoảng 11 giờ hơn. Cô cùng Hye Jin và hai người khác là cô thầy bói và anh chàng văn phòng lên xe của tài xế Choi vì ông ấy lái taxi. Khi đến nơi trên xe chỉ còn cô Hye Jin và tài xế Choi. Lúc cô nhận được thông báo Yung Man Chun bỏ trốn là 11 giờ 42 phút và về đến nhà là 11 giờ 50 phút. Lúc đó Yung Man Chun bắt giữ cô. Trong khoảng thời gian đó Yung Man Chun luôn ở cạnh cô. Cảnh sát dường như rơi vào bế tắc và muốn điều tra lại từ đầu. Một thanh tra cho rằng kẻ giết người đã bắt trước thủ pháp gây án và cho rằng hung thủ là một trong những người đã thấy ảnh Ji Eun. Có đội điều tra, viện pháp y, đội giám định, những người đã thấy thi thể của Ji Eun và những người ở cùng Hye Jin trước lúc cô bị giết gồm có bồi thẩm đoàn. Song Jun đến nhà hàng của anh đầu bếp để điều tra. Khi thấy Song Jun đến anh ta không có vẻ ngạc nhiên bởi anh ta đã xem tin tức và biết cô cô mồm đã bị sát hại. Anh ta là người cầm dao điêu luyện nên bị liệt vào danh sách diện tình nghi. Anh ta đã đem đoạn camera ngoài quán làm bằng chứng. Song Jun hỏi có ai khả nghi không thì hắn nói có. Sung Jun đến nhà từng thẩm đoàn viên điều tra. Ông chủ tịch thì đi với nhà sản xuất chương trình thời sự. Anh nhân viên văn phòng tụ tập với bạn cả đêm. Cô thầy bói lại nói Ưng Ki là người ở cùng cô cô mom. Hầu hết bọn họ đều có bằng chứng ngoại phạm và mọi thứ lại chỉ về phía Ưng Ki. Bên này Ưng Ki đến nơi của Yuna là cô bé được Sung Jun cứu trong quán bar ở tập một á mọi người thì thấy cô bé lên xe mô tô của một người lạ. Ưng Ki đuổi theo thì một chiếc taxi chạy ngang khiến cô bị té. Tài xế taxi chửi cô không nhìn đường hạ khiến cô nhớ lại hôm đó lúc trên đường về một chiếc mô tô tặc ngang và tài xế choi đã chửi người kia. Sung Jun trước lúc ra về đã đưa cho cô thầy bói tấm danh thiếp. Khi cầm tấm danh thiếp trong tay thì bà ta đã nói vài hành động kỳ lạ khiến Sung Jun sợ hết hồn. Ra khỏi nhà thì Sung Jun thấy một con chó đang sủa mình, anh ngã ra sau sợ hãi. Có lẽ anh đã bị ám ảnh tâm lý vì chuyện khi còn nhỏ. Sung Jun gọi cho Eun Ki, Eun Ki nhớ lại lúc đang nói chuyện vui vẻ với Hye Jin trên xe thì có một chiếc mô tô chạy lên tạng đầu, tài xế Choi đã đuổi theo và chửi thề. Gương mặt hắn trở nên dữ tợn khiến hai người sợ hãi. Cô cố mom để ưng Ki về trước, lúc này hai người không thấy ánh mắt hắn trở nên hung ác. Sung Jun cùng đội điều tra đến chỗ tài xế Choi. Khi mở cốp xe ra thì thấy một cái áo mưa bên trong nhưng không có ô. Ông ta nói đã cho khách hàng hết rồi. Một thanh tra bảo từng có camera hành trình nhưng bị giật đứt rồi. Choi sun Chiller kể rằng camera của mình đã bị trộm mất và nói là còn camera thì có bằng chứng ngoại phạm. Ông ta còn kể thêm cô cô -mùng muốn gặp ai đó ở công viên và đã để cô ấy ở đó rồi đi ngay. Lúc này Sung Jun phát hiện Choi Soon-Phil có một hình xăm trên tay. Hắn nói lúc trẻ tò mò nên xăm. Sung Jun để hắn đi. Lúc lên xe mặt của ông ta trở nên đáng ngờ nhìn vào hình xăm. Song Hun xem thông tin trên mạng và cho rằng vụ án giết người bắt trước là sai. Anh suy nghĩ lại những lời yêu Man Chu nói trên tòa và nếu phán quyết sai anh sẽ cố gắng hủy bỏ phán quyết và bắt hung thủ thật sự. Ở nhà bố mẹ hai anh em nói về việc bà không thể quên được một nơi và nhận nuôi thằng bé có phải là quyết định đúng hay không. Hóa ra Song Jun không phải con ruột mà chỉ là con nuôi của họ. Lúc này Song Hun đến bệnh viện, nơi Man Chu đang nằm. Anh hỏi hắn ta những lời nói trên tòa có phải sự thật không. Anh nói có người cho rằng đó là vụ án bắt trước nhưng anh không cho là như vậy và nói hung thủ là một người. Song Hun muốn biết phán quyết của mình là đúng hay sai. Yung Man Chun hỏi anh sai thì sao, Sung Hoon nói nếu sai anh sẽ hủy bỏ phán quyết, anh cần bằng chứng để làm điều đó. Nghe vậy Yung Man Chun liền sửng sốt và nói hắn đã thấy hung thủ nhưng lại không thấy mặt hắn. Sung Hoon sửng sốt thì Yung Man Chun nói Sung Hoon hãy đi tìm hiểu. Đêm đó Sung Hoon mở cửa phòng thấy Sung Jun đã ngủ, anh liền lấy chìa khóa xe của em trai mình. Anh không biết Sung Jun không hề ngủ. Sung Hoon lục soát xe của em trai mình và tìm thấy một chiếc bông tai, anh liền chạy tới văn phòng xem lại hồ sơ vụ án. Chiếc bông tai y hệt của Ji Eun là bên còn lại đã bị mất của nạn nhân. Trong phòng ngủ. Sung Jun đang ngồi bật rồi lại tắt công tắt đèn ngủ. Anh cầm một móng tay của cười phụ nữ rồi nhìn. Hình như là móng tay của cô cô mồm Yom Jin. Tập 3 dừng ở đây để lại những bí ẩn về vụ án. Sung Hoon đang cố gắng tìm chứng cứ hay đang cố che giấu điều gì. Hung thủ sát hại Ji Eun và Hie Jin liệu có phải là một và cả Sung Jun có phải hung thủ hay không? Có quá nhiều bí ẩn về Sung Jun chưa thể nhìn thấy. Liệu rằng anh có phải là Jong Yoon Je một trong những đứa trẻ khi xưa trở về trả thù hay không? Mong mọi người ủng mê phim bằng cách like, share và đăng ký kênh để mê phim có động lực review thêm nhiều phim hay. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.